Đây là VinFast Fadil, chiếc xe mạnh nhất phân khúc A. Còn đây là tay lái Nguyễn Hồng Vinh, đội đua Redline Racing Team. Chúng ta cùng xem tay đua Việt và chiếc xe Việt kết hợp với nhau sẽ như thế nào. Rất linh hoạt và rất mạnh mẽ trên đường zigzag. Rất hay, cú drift của chú U quá gọn và chắc chắn. Tiếp tục là một cú quay chữ U nữa, không hề lúng túng một chút nào. Một loạt cú trượt văng tốc độ cao. Quá tuyệt vời. Và bây giờ là màn đốt lốp cùng với BMW 328 với công suất 200 mã lực. Hoạt điện bám rất sát, không hề kém cạnh mỗi xe thể thao. Quá ấn tượng ở khúc cua, anh cua đẹp, em cua cũng đẹp, không kém. Tiếp tục là một cú xoay rất điệu nghệ kết hợp trượt văng. Fadil chỉ thua kém chút ít ở những đoạn đường thẳng vì công suất yếu hơn, nhưng không hề thua kém ở những pha khó vượt qua được. Thật mãn nhãn, và những chiếc xe hạng A nào có thể làm được như vậy? Và quý vị, ai muốn thách đấu, hãy đăng ký ngay và luôn.